tâm tư lòng anh. Lô, luôn nghĩ đến ta trong những ngày qua. Biết đến sao nhỉ? Giờ tình yêu đến anh dạ, đâu thể ngờ. Chẳng biết phải nói sao cho em hiểu thấu. Dạ, tình yêu của anh à? Bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng đã dạ, từ rất lâu. Dạ, vì dạ, em đâu hay em dạ, nào hay đi em. Anh vẫn luôn ở đây. Một nửa của em cứ mãi tìm kiếm đến bao giờ vậy. Tìm hoài chi em nơi nào xa xôi. Chị ơi, xe giết chị hỏi thuê chỉ còn một chiếc. Anh này anh thuê cái rồi. Cái gì vậy? Chào Trư nha, chào Trư. Làm người yêu em đi nhé anh ơi. Bởi vì em đã yêu anh mất rồi. Anh luôn hay tìm được thứ ai đây. Mỗi ngày thấy em được cùng em đón mãi mãi trong bình yên. Cầm tay nhau nhau dù khắp thế gian. Ta cùng về tương lai có phép màu. Đi khắp địa cầu cho dẫu xa sao chẳng xa nhau. Mỗi ngày yêu em nhiều mưa hả? Thêm một em bé mưa. Tội với em bé mưa dữ vậy. Cứ mãi tìm kiếm em mang bao dạ, có kinh nghiệm đó chắc là hả? Nhiều em cái mưa quá học sinh được giờ mới nơi nào giờ rút kinh nghiệm rồi. Một lần nhìn về nơi anh xin em cho anh đã một lời là người yêu em đi nhé anh ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại đi ra ở tại tí đi làm phải không giờ? Đừng cái bãi giờ. Cũng có đứa thịt được hết ghê. Thanh niên Trư kinh thiệt. Đúng rồi, em mới ngủ dậy. Trời Vương dễ thương lắm. Cái gì thì mình cũng đâu có sao đâu. Giờ bơi vô nha. Kính. Bây giờ là không biết là có nên nhảy không, tại vì chị Giang không có biết bơi. Nhưng mà đeo cái áo phao cũng rất là sợ. Sợ là nhảy xuống tự nhiên cái áo phao nó bị sứt ra cái rồi ai cũng em cứu đúng không? Yêu anh đi em nhé. Dẫu thằng ngày trôi qua, mọi điều thoáng qua, tình yêu đất ta không bao giờ lìa xa. Được là đây. Dễ thương không? Màu hồng luôn, đồ. Cái phòng của em là toàn là màu hồng luôn. Chỉ có cái cục này là đen thui. Ủa sao vậy? Yêu anh đi thấy thì nó rõ hơn, tại vì em tiếp xúc, em làm việc tiếp xúc máy tính á, phải. Anh vẫn hay thường tưởng thức sao. Hôm bữa mỗi ngày thấy em. Hôm bữa em nhớ em mới đi đâu ấy là một mét à, lộn, một độ rưỡi là mắc phải á. Xong bây giờ lên một độ 75 rồi. Cái em mới hỏi là ủa sao kỳ với anh. Tại vì thường bữa anh đi đâu khác, anh này đâu khác. Anh bảo là ai do tình trạng sức khỏe của em.
bạn của em yếu rồi hay là mạnh mà nó tăng dữ không biết. To mít nhỏ hả? Cái mít này nó muốn hư rồi. Nó cứa trong người á. Chứ em nói cái gì em đâu có nghe được ở trong tai phone đâu. Em hát em đâu có nghe được cái giọng của em đâu. Bởi vì em hát phone trên là điều rất là bình thường. Đừng nhìn thế giới đang cảm hứng. Với L'Oreal Fresh and Free mới, bề mặt cam từ rồi mít nó hư một lần luôn, khô thoáng gấp 5 lần, mềm mại cho da, tận tâm cao nhất để trao nụ cười mua sản phẩm cao đi. Kệ em chứ. Cô gái mét 52 hôm qua mới nghe mà không có biết hát có được không, cho nên mở cho nghe nè. Sáng sớm hát hàng xóm qua nó giọng vô mỏ. Đợi đến 6 rưỡi rồi hát. Giờ nó chuyện thôi. Ca mít hư hết rồi hả? Vậy em có hư chưa? Là tào lao hư. Hư mà ngồi đây nói chuyện kìa. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương. Đâu ra em 1m5 á. Chẳng giống mấy cô là lùn lắm. Em 1m5. Chẳng giống phân tô sáng màu. Đùa. Chỉ cao 1m5 thứ hai nhưng sao đáng yêu dịu dàng tôi ngồi thăm duyên nụ cười. Tai nghe hư rồi. Em không biết là bây giờ là cái mic nó hư là cái tai nghe hư. Tôi sẽ hứa chuyện mà em cho xin được nay. Sống chung mà thôi ông tốt quá. Ông tốt quá à. Và đặt test thử nữa đồ. Còn lo lắng chi người hơn. Mát về chưa? Vì em đã có tôi rồi. Ông Vương thì lúc là ông ngồi cười. Em chỉ cần sống. Reset tháng chơi là sao? Em là cô gái mộng mơ, xinh đẹp duyên dáng để cho anh ngẩn ngơ. Bao nhiêu năm giờ bị mất mối tình thơ, đêm hôm nay là anh không biết làm gì. Anh không biết làm gì. Anh không biết làm gì. Em mất rồi mà em. Anh không biết cười luôn nha mọi người. Chúng tôi cho để ý đến tôi để sau vài năm chúng tôi đã làm gì. Anh cáo rồi. Chút tim thì chưa đâu, chút tim là cuối tháng. Ôi chào anh ngon. Thì em với anh có ai biết nhau đâu. Em chỉ biết anh là tên. Anh còn gặp được mặt em chứ em đâu biết mặt anh đâu. Em chỉ biết anh tên Vương thôi. Là tên Vương rồi còn quầy rồi. Cái tên nói lên tất cả. Con người lầy lội. Gì? Mai qua 99 rất cam. Ủa anh có áo à? Anh muốn ở trường luôn rồi hả? Ủa giờ muốn có áo nhưng mà không muốn mà giờ muốn ở trường hay gì mà đòi đá? Chưa biết em thì phải để anh test cho biết. Anh test là sao? Hôm nay là tháng mới nè. Hôm nay bắt đầu từ hôm nay là tháng mới. Sáng sớm thứ 6 là tháng mới nè.
có ai mở hàng không? Sao may mắn thế nào? Để ôm cái coi. Cái bài này thiệt á, cái bài lại ôm cái coi, cứ tưởng là bảo là mình lại ôm cái coi. Quá. Quá dễ sợ quá. À, đêm ba số hả? Đêm ba số tối nay em show 9 giờ. 9 giờ là 10 giờ tối bên anh, đúng không ta? Thôi đi, anh không dễ dãi đâu, mà lúc nào cũng lại ôm cái coi. Lúc nào cũng hả? Kéo ham mở bài mình lại ôm cái coi. Ý là muốn luôn lại ôm hả? Một ngày một chút sẽ chia cho người dấu yêu. Nắm lấy đôi tay và khen nó. Ờ cho anh đụng. Ủa kỳ hả? Nắm không nắm đụng chi vậy ba? Tự nhiên nắm tay thì không không xin nắm mà đụng nắm tay làm gì ba? Chút anh không cho em đâu. Em ngồi lắm, ai bảo em ngồi lắm. Anh sẽ nói với thế giới. Anh tâm đúng không? Anh yêu em rất nhiều. Ờ ok, kệ em, không kệ em nói hoài. Kệ em biết chuyện sao. Nhân dân gì tâm. 10 giờ sáng hả? 10 giờ sáng là anh đi làm rồi gì nữa? Anh có bạn bè thôi. Ok em đẹp trai như thế vậy. Trong ngôi nhà những người, người mà tự khen mình đẹp trai là biết rồi. Người ta đẹp trai người ta khiêm tốn á, đâu như mấy ông sổ sàng đập cho vào người ta vậy. Chưa lắm mà. À ngón tay hả, để anh trao nhận cỏ. Alo. Trao nhận cho em. Em không đeo nhẫn được bởi vì em làm rớt em chỉ đeo vòng thôi. Chứ nhẫn là hả? Em làm rớt mấy cái nhẫn vàng rồi á. Không phải làm rớt mà kiểu như là em đeo xong mà em tháo ra em để đó. Cái xong bữa sau em quên mất là em để ở đâu mất tiêu. Xong mất luôn. Bạn em nó bảo hả? Nhẫn vàng đó mày. Nhưng mà giờ rớt rồi biết làm sao. Tìm ra. Tìm ra đâu. Nhỏ mất đi. Khi
tắm nước nóng, sữa tắm của bạn có thể làm khô da. Mẫu giấy này từ protein tự nhiên, tượng trưng cho da. Sữa tắm thường có thể phá vỡ protein tự nhiên, làm da khô nhanh hơn trong nước nóng. Đột thì khác, đột ngăn. Cô gái 1m52 nha. Là cô gái hay mộng mơ. Nhưng mà em hát nó không có vô được. Nó kiểu nó lúc thì trúng nhạc mà lúc không trúng nhạc, mọi người thông cảm nha. Cái gì ăn trầu răng nó đen thui á. Ghê lắm. Sau này có người yêu thì nó không dám hôn đâu. Thì em đang bảo hát đấy. Không biết có hát được không? Nó không thông cảm thì thôi mình bỏ. Chẳng còn vương trên nơi khi em
Ok. Chẳng xuất thân đi niềm đau, người lặng lẽ vương lệ rằng kỷ niệm chỉ là tờ giấy. Xấu xa là xấu tính, chắc xấu trai luôn. Mình bắt khôn như mong đời, đường về bàn bóng em sau phù tan. Dòng đời đã làm ướt mi, dù rằng lòng chẳng bớt đi. Con tim em đau nhói, ngày vẫn thế trôi qua, một mình lặng lẽ cô đơn và tâm trong trí anh mong dẫn em ngọn ngào. Mùa vẫn cứ trôi đi, không mang theo nỗi buồn. Dòng đời xô bao nhiêu ngăn trái. Giọng của mình hát không biết nó có lộn vô. À, hôm qua em đi nghe nhạc acoustic, cái anh kia anh lên hát bài gì vậy? Ngắm hoa lệ rơi hả? Ừ, anh lên hát ngắm hoa lệ rơi mà anh hát đường, anh hát đường nhạc đường mà ảnh thì ảnh chạy theo đàn guitar, mà đàn guitar thì chạy theo ảnh. Hai đứa như đuổi nhau vậy, ngồi cười đuối. Ôi anh hát mà người ta hát là có cái khúc dạo nhạc ở giữa đúng không, điệp khúc xong rồi đến dạo nhạc đúng không, anh chạy luôn. Sao lắc quá hả? Giờ có bỏ qua cho anh không mà anh nhắn tin cho con nào hả? Thôi mặt trời, anh nhắn. Đôi mặt trời nhè. Tự tin lắm anh ơi. Đúng là hát hay không bằng hay hát mà. Nên tự tin nhìn thích lắm. Nhưng mà chạy nhà thì cũng vui. Ăn dưa cho bác nè. Ở trên đó. Ăn dưa cho bác nè. Thôi không ăn đâu. Mát buồn què. Mới sáng bác ăn dưa cho người ta đau bụng mà. Mát bụng thì có. Bởi y như là không thôi bớt đi, không cần. Kiểu như là sáng sớm mà. Sáng sớm ăn gà nè, nghe còn có lý. Tự nhiên sáng sớm bác ăn dưa. ăn cho mát luôn ở đầu ấy. Bởi vậy anh sống sai, anh sống sai từ đầu đến chân. Ừ ok, em thì em biết anh bạo lực đó giờ rồi, bởi vậy giờ ấy xin mời. Hiểu lý do bảo sao anh Mon không bảo là hả thả thính lắm rồi chẳng kiểu như là cái gì ta, lắm mối á, lắm mối nhưng mà tối lại nằm không. Em xin lỗi, em tra rồi, em xin lỗi anh Mon nha, lỡ rồi. Hello anh Thư Sinh nha. Mát ơi, bài của anh Mát nè. Anh Tâm nói gì vậy? Giữa mênh mông hoa mang trời, trải dài cõi chân đôi phía xa, ngồi bên anh mãi không
quá bêu rếu mà cũng không. Đọc Mina John nha. Ủa Mina John biết bố mà ta. Hello anh Vệ. Anh Vệ. Anh Vệ đi dạo hả? À anh Thái hả? Chào đại ca. Hello đại ca nha. Gió ơi gió đừng vội kéo. Định nói gì em quên mất tiêu rồi ta. Cháu nó định nói cái gì mà quên rồi. À, qua cho con bé đi cô gái hả? À, đổi tên. Trời ơi. Đã vậy. Em cũng thích đi cô gái. À, ok anh về đi. Này không gái ngon hả? Về đi. Đi gắn hả? Ừ thì quên hát tiếp chứ giờ mình biết làm sao. Quên mất tiêu rồi. Cái bài gì ta? Đại ca cứ đưa em đi tán gái giùm cho. Trời ơi hai người này quan tâm dễ sợ, nghi quá đi. À kết thúc lâu rồi, ok tiếng em hát cho anh Vương lầy nghe nha. Ở bên hiên thì mưa rơi nhiều hơn nơi khác. Cành hoa hồng có màu đỏ thẫm nay dường như sơ sát. Đến hôm nay em mới biết được cảm giác cô đơn. Em nhận ra là ngày qua ngày em càng yêu anh hơn. Một con tim người đơn phương này luôn thương nhớ. Vậy mà con tim người được yêu vẫn luôn cứ thờ ơ. Em muốn nói ra hết nhưng mà còn ngần ngại. Rồi đến khi nào anh mới hiểu là tiếp em cần ai trong lời yêu. Rất nhiều mà em đâu biết tình yêu giấu trong cõi lòng hờ hững. Vì em ngại gió thổi qua đây đêm về say nắng cùng mây nên yêu một người con tim thương hay nghĩ suy. Ọp để đi ngủ hả thanh niên nghiêm túc. Bằng trái tim nên chẳng bao giờ em hiểu được anh. Yêu anh em tin duyên nợ nhưng em sợ không khó đợi nhau. Đến bây giờ em còn chưa biết là em yêu anh bắt đầu từ đâu. Hạnh phúc là do em chọn nên anh đừng ngại yêu em. Người cũ tim em không còn và chẳng bao giờ anh ngại yêu thêm. Con tim em chưa khép lại vì nó biết nó đang chờ anh. Khi cảm nhận anh thuộc về
làm mà. Em dậy sớm là tí nữa em đi làm giờ. Sao sớm mà? Đang còn ở công ty rồi, ráng 30 phút nữa đi. Em chỉ là một cô gái giản đơn, ngồi bên anh cuộc sống rất rối em thấy đơn giản hơn. Ta từng nói cho nhau nghe tiểu thuyết và ngôn tình, có đôi lần em nhắm mắt lại nghĩ anh sẽ hôn mình. Em đã vẽ bức tranh về anh, vẽ ngôi nhà có anh đồng hành, vẽ tình yêu của em hiền lành và vẽ em trong lòng anh. Vẽ đến con đường thì em kiệt sức vì em muốn có anh theo, vẽ chiếc nhẫn tình yêu hạnh phúc vì em muốn lần đó anh đeo. Ở Thủ Đức, em ở Thủ Đức, em làm ở quận 7. Tán gái giùm. Tán mà tán giùm rồi. Toàn em gái mưa đúng không? Vỗ tay đồ. Thấy qua cái giáp đĩa em lúc nào cũng vậy hết á. Hay là mọi người đang tám với nhau mà em không hiểu chuyện gì em cũng bị vấp nữa. Vậy đừng luyện. Có không, có không vậy anh thầy ca? Tại sao lại lơ em? Ok, vậy em sẽ hát. Nghe về chuyện tình đã tan vỡ, rồi thầm mơ thời gian có thể quay trở lại. Để được cầm tay anh, để được ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên bờ môi ấm áp đến vô cùng. Giờ thì người đã lạnh lùng. Hạnh phúc bên ai rồi, đâu còn thương còn nhớ đến một người. Đã từng yêu, đã từng có rất nhiều, nhưng kỷ niệm một thời mình còn yêu. Mọi chuyện cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi, giờ càng nghĩ thank you.
kể lông mày. Em chưa kể lông mày. Ờ, anh cứ lời em yên tâm à. Anh bắt em cái mưa rồi. Cảm ơn anh bác, cảm ơn đại ca. Một thời anh ở Thượng Đức yêu Ngọc. Thôi đi, ông lại cứ xàm. Ủa, năm đầu gặp em à? Năm đầu nào mà gặp em vậy? Em làm tóc cũng phải mấy năm rồi á. Những người mà hồi trước hay coi em, bây giờ có người yêu có vợ. Em thấy có vợ có chồng. Ngọc là để ngắm chứ không phải là để yêu. Đem cái tủ về để em bỏ vô đó đến ngày cho ăn. Nó y như là bị ở trong tù vậy đó. Đấy là bỏ em hay vợ. Bởi vậy ai coi em là cũng có người yêu hết, thấy may mắn đi anh. Cứ coi em đi, rồi sẽ có một ngày có người yêu. Ok không? Cái gì lại không? Về thì không về. Ngay ngồi đó ngay. Ok, chạy lại, gặp là chạy liền. Thiệt ra là em cũng không có đẹp đẽ. Alo, mình nói đẹp đẽ thì nó kỳ quá. Mà em cũng không có đẹp gì lắm. Em lại lùn, em lại xàm nữa. Bởi vậy nó không quen em, nó không thương em, thương khác là đúng. Hết xu cho có con gặp. Coi em mà có người yêu xong em ọp thoát là tốt nhất rồi. Thiệt, sáng giờ chẳng thấy yêu thương đâu hết, toàn gạch với dép thôi. Bởi vậy chị em mấy em gái mưa là mới có mưa có gió có nắng rồi, chứ mình là toàn đáp gạch để xây mặt lại. Hư cái màn hình máy tính em rồi kìa. Anh thích em gái nuôi thì anh nuôi đi. Anh kiếm con nào anh nuôi đại đi. Cậu yên tâm nha. Mà tưởng thích là được à? Tưởng muốn nuôi là được nuôi à? Thầy bảo em bỏ dơ. Nhỏ nào mà nuôi tốn cơm, em có ăn cơm nên em chỉ ăn vặt thôi. Ăn cơm nên mà tốn. Mọi chuyện cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi. Giờ càng nghĩ đến chỉ khiến em thêm buồn thôi. Xin đi cho thơm cánh nè. Cho thơm cánh nè. Ok. Trong tim thức sẽ mãi không thể nào quên. Giờ em chỉ ước thời gian có thể quay trở lại, để được nắm tay anh vững đi trên con đường dài. Dù em biết chẳng đường còn nhiều tương lai. Bạn nó hỏi ai cười vậy? Em cười anh ơi. Cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi. Giờ càng nghĩ đến chỉ khiến em thêm buồn thôi. Những nỗi đau đã hằn sâu trong tim thương sẽ mãi không phai. Được nắm tay anh vững đi trên con đường dài. Dù em biến
Ngọc bao nhiêu tuổi rồi? Anh đoán đi, đừng có nghe mấy ông đó. Anh là, mình là vẫn lập trường là mình không nên nghe những lời đàn tiếng xung quanh. Mình phải chỉ hỏi một người thôi, hiểu không? Em có Facebook mà, Facebook của em đó, Ngọc Barbie. Mới đăng cái ảnh em là cô gái mặc áo đỏ bỏ cả thế giới chấm chấm chấm. Mấy ông này chỉ nhìn hàng thôi, tôi thôi, người ta nhìn mặt là người ta biết bao nhiêu tuổi rồi. Như vậy em sinh năm thiệt cái ghê. Em già vậy hả anh? Làm gì đến nỗi mà già đến cỡ đó. 93. Thiệt buồn quá. Yêu vội vàng nha. Mình không nên yêu vội vàng. Ngọc đổ 30. Nếu mà em mà 30 tuổi mà mặt em thanh xuân như vậy là quá quá ngon. Xạo đâu mà xạo. Phải chín đi. Bớt dìm hàng đi. Bởi vậy đâu ai cần đâu. Suốt ngày cứ hỏi đâu cần tôi. Đã bảo là không cần rồi mới cứ. Trong ảnh sao em già vậy hả? Tại trong ảnh em mất cúp á anh. Em kẻ lông mày rồi này nọ. Mà cuộc đời em chỉ biết kẻ cái đuôi lông mày với lại cái mắt thôi. Chứ cũng chẳng biết là đánh cuối cũng không biết đánh. Chán ghê con gái mà thấy chán. Cái má này chắc là muốn khóa tài khoản rồi đây. Dâm. Chào Nguyễn Hương nha. Ông ghi cái gì mà nó không do ghi vậy ông kia? Ông định ghi dâm đúng không? Biết ngay mà chị trai cho lắm vào gãi gãi để lúc này cần tôi giữa phố đông xa lạ vì bên họ đã có ai rồi khi màn đêm nhẹ buồn dưới anh trái tim tôi hao gầy vì họ đã mang nhiều thương đi ở giờ nó vậy à. Họ đâu cần nói với tôi điều gì, họ cứ đi xa, họ cứ đi xa. Lời ngọt ngào nào yêu đôi môi họ xin xóa. Em có cơ bụng đồ có sáu múi là do em ngồi em hát sáng sớm, hát mấy bài mà lên cao quá cái bụng nó thắt lại. Đi đi đâu? Đi nộp tài là đi đâu? Ừ anh ọp đi, hôm nay đám cưới bạn thân của anh rồi. Ok. Chúc anh vui vẻ nha. Bạn thân có vợ cùng mình ấy. Chắc là vui lắm nhờ. Taxi hả? À vậy hả? À đi đi. Đôi khi
tình yêu này không dành cho tôi. Cô đơn đau lắm, nhưng biết sao bây giờ. Đã hết yêu rồi, đã hết yêu. Lời ngọt ngào nào từ đôi môi hồng. Xin gió thoáng qua. Cứ đến điệp khúc là em sẽ cho người ta hát. Còn em hát khúc đầu. À, vậy hả? 95 á hả? 95 là bằng tuổi em à. Em phải có mic mới. Nhưng mà em chưa có nhận lương đâu. Anh ráng nghe đến nửa tháng nữa em mới có lương. Để những ngày dài à, anh nỗi đau okay. Dần dần vơi đi. Tiền để đâu cho hết mà cứ đến tháng lại hết tiền. Em có lương em phải đi ăn BBQ. Thèm quá. Mà cuối tháng rồi. U30 mà kêu 23. Tôi 23 chứ U30 lúc nào muốn ra đảo không? Muốn ra đảo dâm với ông kia không? Ngọc hát hay quá, thêm cái mỏ thì gõ nữa. Ok. Hay á. À, ngắm hoa lại rơi đúng rồi. Để em hát bài ngắm hoa lại rơi thử nha. Mặc dù là chưa hát bao giờ. Nhưng mà không sao đâu. Mọi người biết em hát dở rồi mà. Đảo dâm. Ai muốn ra đảo đó chơi với ổng không kìa. Đây ngắm hoa lại rơi đây. Nhưng mà không biết có biết hát không nha. Mọi người biết Ngọc hát dở rồi mọi người. À mọi người cho Ngọc hoa ri nha. Hoa với lại bốn năm sao nha. Nhanh nhanh nha. Còn có 9 phút nữa thôi á. Đảo dâm đâu anh đi kéo. Thanh niên ghi chữ dâm không được. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà giờ sao là con đường tình giờ anh một mình đành lặng thinh nhìn anh bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta trao suốt trao nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại. Không được. Ủa mắt này à? Đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau. Em anh vẫn luôn khát sâu những hôn hẹn tình phai màu. Còn gì nữa đâu mà đành buồn lời những câu ta phải rời xa. Thôi để em tập đã, em chưa hát bao giờ. Em chỉ nghe cái ông kính Hoa Vinh gì ổng hát thôi à. Anh ọp trước đây. Ọp rồi, ổng đi rồi. Sai quá rồi. Chào Nhật Minh nha. Để em tập hát. Dễ thương mà hát kỳ không. Mình không hát kỳ đâu bạn, tại cái bài nó kỳ hết.
Chùa hả? Chùa có quần què á. Hát anh nghe bài em, anh thật là ngốc nè. Chào Ngọc Nha rồi. Ghê. Thật chào Ngọc Nha. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha. Một ngày làm việc vui vẻ. Em chuẩn bị ọp đi làm đây. Không nữa hay nín đi anh ơi, vì giờ đã có em ở đây rồi. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi, vì em biết anh khổ đau cũng nhiều rồi. Đừng bận tâm đến người đây nữa, đừng khổ đau vì là ngóng để cô chăm yêu một người, mà người ấy đâu có mang cho anh niềm vui. Vậy tại sao phải cố yêu nhau để rồi mang cho nhau thêm những nỗi đau? Đừng nên hoang phí tình cảm chân thành dành cho một người đã. Cái beat này nó kỳ quá à. Cái beat này nó hát gì nhanh dữ vậy? Hát nhanh quá em chạy không kịp luôn. Chào Nam Rà Rau. Hello Nam. Chúc tôi sinh nhật vui vẻ hả? Nhạc phải theo mình chứ anh, chứ sao mình theo nhạc được, đúng không? Anh Bác ơi, em mở bài chúc sinh nhật cho anh Mát nha. Còn có 4 phút à. Ngày mai là sinh nhật của anh Mát đúng không? Hay là hôm nay ta? Cái giờ ở bên đó giờ chẳng biết nữa. Ông dạo này ổng phóng lì ghê. Chưa về nữa hả? Hay là chưa ăn? Em hát bài ba con thằng lằn ngáo quá đi. Ba con thằng lằn ngáo quá đi là sao? Chào Trường Cỏ nha. Chào anh Dạ mới vô nha. Chào mọi người nha. Chúc anh Mát sinh nhật vui vẻ. Gì ta? Đẹp trai. Hát hay hơn. Chúc anh luôn luôn vui vẻ nè. Trong những điều của cuộc sống không biết chút gì hết. Chúc anh làm được nhiều tiền để đi du lịch nhiều hơn. Chúc khá hay hơn là được rồi hả? Công này không có ghế hay gì mình không thấy được. Chẳng cố. Anh đúng là vô coi idol. Sao
lâu rồi đúng không? 2 phút rồi mới vô. Chào chim trong phi. Ừ, có ghế. Đúng. Là em biết mà. Em biết số phận của em. Tối nay em có show 9 giờ. Room bao nhiêu thì